Sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã gặp mặt động viên đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng tham dự Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Cùng dự có Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung. Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 12 năm 2022 tại thủ đô Hà Nội với sự tham gia của 980 đại biểu đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng tham dự đại hội gồm 15 thành viên, trong đó có 6 đại biểu nữ. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội đoàn lần thứ 11, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027, bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 12, bổ sung sửa đổi điều lệ đoàn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết mong muốn đoàn đại biểu thanh niên thành phố sẽ phát huy bản lĩnh, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, đóng góp tiếng nói tại đại hội, đồng thời lan tỏa giới thiệu những mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả của Đà Nẵng trong công tác đoàn và phong trào thanh niên đến Trung ương Đoàn và thanh niên cả nước.